Mỗi hình ảnh là một khoảnh khắc làm nên lịch sử. Mỗi thước phim như một sinh mệnh, một cuộc đời. Để kể lại những câu chuyện của nhiều thế hệ, của cả dân tộc với khát vọng hòa bình, thống nhất, cháy bỏng. Hãy cùng VTV Go tìm về với những thước phim tư liệu đắt giá để cảm nhận tiếng vọng quá khứ vang đến tương lai. 48 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối. Thời khắc lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 là giây phút mong chờ của biết bao người Việt Nam. Thế nhưng, để đến được ngày hòa bình ấy, cả dân tộc ta đã trải qua những cuộc chia cắt đầy đau thương và nước mắt. Có biết bao sự hy sinh, biết bao cuộc chia ly trước ngày non sông nối liền một dải. Ngay bây giờ hãy cùng nhìn lại một số trích đoạn trong các bộ phim tài liệu về đề tài kháng chiến. Vĩ tuyến 17, nỗi đau chia cắt hằn sâu trên mỗi nhịp cầu của sông Bến Hải. 20 năm, những chiến sĩ bên cầu Hiền Lương ngóng về miền Nam đau thương, nơi bà con anh em ruột thịt của mình bị dồn đuổi vào các ấp chiến lược. Từ năm 1958, chính quyền Ngụy mở các cuộc càn quét, tàn sát dã man những người cộng sản, những người kháng chiến cũ và những người dân yêu nước. Trại giam nào cũng dày đặc, nghẹt người. Trong đêm tối đau thương, cả miền Nam hướng về ngọn cờ Tổ quốc vững một niềm tin tất thắng. 30 năm trôi qua, đất lửa đã tước màu cây lá chỉ trong lòng người chiến sĩ gác cầu Hiền Lương năm nào. Kỷ niệm đau thương vẫn chưa phai nhòa. Một dòng sông, một con đò như muôn đời vẫn thế, mà ai biết được nỗi niềm sinh ly xa cách nghìn trùng. Tôi ở miền Bắc, một người lính giải chuyến, mà vợ với con thì bên bờ Nam. Bà con anh em chủ bác mà mặt thì tổ mặt, nhưng mà lời không nói được rồi. Nước mắt chảy ra mà lau đây, lau nước mắt. Cái miền đất này, con sông này mình chia cắt hai miền vắng Nam Bắc. Cuộc đấu tranh với thế lực ngụy quyền miền Nam ngày càng quyết liệt. Đầu những năm 60, nhiều cuộc đấu tranh mạnh mẽ của đồng bào miền Nam đã nổ ra, đặc biệt là phong trào đấu tranh của Phật tử ở Sài Gòn và một số tỉnh miền Trung phản đối chế độ độc tài gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm. Hệ thống ấp chiến lược của ngụy quyền tan rã, ngọn lửa đồng khởi từ tỉnh Bến Tre đã bùng lên, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tấn công. Giữa tình hình đất nước sụp sôi như vậy, thời cuộc đã sinh ra một thế hệ xếp bút nghiêng lên đường ra trận, những binh đoàn sinh viên sẵn sàng cống hiến, hy sinh tất cả vì một đất nước Việt Nam độc lập. Như năm 1970-1971, khi chiến tranh đã lan rộng ra cả hai miền Nam Bắc, chiến trường miền Nam cũng bước vào giai đoạn quyết liệt, cần sự chi viện sức người, sức của. Nhiều thanh niên sinh viên đã rời quê hương giảng đường, xung vào đội quân giải phóng vào miền Nam chiến đấu. Hồi ấy là trong cái xu thế hoặc trong cái khí thế của cả đất nước ra trận, thì giới sinh viên, lớp sinh viên hình như cảm thấy là đã đến lượt mình rồi. Ở nông thôn thì nhân tài vật lực đã cạn kiệt. Bọn mình thì 19-20 tuổi, đã trưởng thành. Học vấn thì chưa phải là nhiều nhưng mà có vẻ như cũng đã tương đối. Thì một chút tự trọng, một chút tự ái và cảm thấy mình không thể đứng ngoài cuộc được. Và đúng lúc ấy thì tiếng gọi của đất nước vang lên và người ta tuyển quân ở các trường đại học. Toàn bộ sinh viên nhập ngũ đợt ngày 6 tháng 9 năm 1971 được đưa lên huấn luyện tại một số vùng đồi núi thuộc phía Bắc. Ở đây, họ được học sử dụng vũ khí và tác chiến, tập luyện mang vác nặng và leo đồi núi, chuẩn bị thể lực cho chuyến đi vào Nam chiến đấu lâu dài. Chúng tôi hành quân từ trường mỏ ở Phổ Yên, Bắc Thái
đi ra Mai Siêu. Trong 3 tháng huấn luyện đấy thì đến lúc trở về tôi vẫn giữ được cuốn nhật ký trong giai đoạn huấn luyện 3 tháng ở Mai Siêu mà chúng tôi quen gọi, theo tiếng Nga chúng tôi hay gọi là Mai Siêu Grad. Cuốn thứ hai mà tôi giữ được là cuốn bắt đầu hành quân đi B qua đèo Chê là bắt đầu được ghi. Ngày 23 tháng 9 năm 1912 là bắt đầu hành quân đi B. Thì cái ngày cuối cùng về Hà Nội là ngày 11 tháng 11 năm 1975. Từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ, hình thành nên một thế hệ sinh viên thủ đô xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Sau hơn 20 năm gian khổ với nhiều mất mát hy sinh, ngày 4 tháng 3 năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành chiến dịch Tây Nguyên, đòi mở đầu trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 đã mở màn thắng lợi cho chiến dịch Tây Nguyên, góp phần tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Tháng 3 là mùa con ong đi lấy mật. Tháng 3 Tây Nguyên còn là dấu son của lịch sử giải phóng miền Nam, bước khởi đầu tổng tiến công, giải phóng dân tộc. Đồng bào Tây Nguyên có câu, muốn thành tre, măng phải đội đất mà lên. Địa bàn chiến lược Tây Nguyên và thủ phủ Buôn Ma Thuột đã được xác định là trận mở đầu. Chọn một Sài Gòn gia đình, chọn một Đà Nẵng Huế hay là chọn một Tây Nguyên, đấy mới là khó. Lúc đầu cũng có ý kiến gửi ý nên đánh ngay vào Sài Gòn gia đình. Rồi cũng có ý kiến muốn đánh lại quân khu 1. Khi chọn quân khu 2 rồi thì phải chọn Tây Nguyên là đúng. Và trong Tây Nguyên thì phải chọn Buôn Ma Thuột. Để bảo đảm bí mật bất ngờ cho trận đánh mở đầu chiến dịch vào Buôn Ma Thuột, bộ đội Tây Nguyên đã liên tục tiến công các mục tiêu, sân bay, kho tàng và các căn cứ địch. Chiến thuật nghi binh này một mặt tiêu diệt lực lượng, vừa hút sự chú ý và giam chân địch theo thế trận của ta. Tức là ta nghi binh đánh Pleiku. Tức là nghi binh mà là sốc điện. Tức là ta chuyển sư 10 và sư 20 ở Kon Tum Pleiku xuống Buôn Ma Thuột thì ta vẫn để điện đài đó. Điện đài vẫn phát. Cho nên là địch nó vẫn cho là ta vẫn ở Kon Tum Pleiku thôi. Và đặc biệt là ta cho sư đoàn 968 vừa mới ở Hạ Lào sang. Thì thay thế cho sư 30. Cái giá trị nữa là đánh thật, chứ không phải giả. Trong nghệ thuật quân sự, đỉnh cao mưu kế là lừa được địch và điều được lực lượng địch. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3, ta lần lượt đánh chiếm các quận lỵ Thuần Mẫn, Đức Lập, Đắc Song của tỉnh Đắk Lắk. Chiến lược 275 với quyết tâm của Bộ Chỉ huy đến từng đơn vị tham gia. Đã đến giờ phát lệnh tiến công. Ngày 10 tháng 3,
trận đánh thị xã Buôn Ma Thuột bắt đầu lúc 2 giờ. Với cách đánh dũng mãnh và biến hóa của các mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của hỏa lực tầm xa áp chế và vận động tiếp cận tiêu diệt, sau 32 giờ chiến đấu, lần lượt các mục tiêu đã bị ta đánh chiếm. Về cơ bản, ta đã giải phóng xong Buôn Ma Thuột vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng 3. Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Phước An đã đẩy ngụy quân ngụy quyền đến tình trạng tan rã nhanh chóng. Trong vài ngày, bản đồ quân sự Nam Việt Nam bị đảo lộn. Thắng lợi Tây Nguyên là chương đầu của bản anh hùng ca giải phóng miền Nam, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mang tầm vóc thời đại. Thời điểm đã đến, tin vui thắng trận của đoàn quân giải phóng liên tục được báo về. Và ở trận quyết chiến cuối cùng này, chiến dịch được mang tên Bác Hồ vĩ đại, chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch Hồ Chí Minh, đây là chiến dịch đợt 3 và cũng là chiến dịch cuối cùng, chiến dịch tổng công kích mà hướng tập trung là tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sức mạnh khổng lồ của các sư đoàn, các quân đoàn quân giải phóng ào ạt tiến vào dinh lũy cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mười bảy giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, pháo binh của quân đội nhân dân Việt Nam đã mở màn trận tấn công đợt 3 liên tục trong hơn 1 giờ vào các căn cứ quân sự của địch ở Đồng Dù, Bến Lức, Long Thành, trận địa pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa ở thành Tuy Hạ, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đến ngày 27 tháng 4, các hướng còn lại cũng phát động tiến công. Trước sức mạnh không gì ngăn cản nổi của quân giải phóng, nội các chính quyền Sài Gòn càng lung lay tan rã. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương từ chức và trao quyền tổng thống lại cho Đại tướng Dương Văn Minh. Tình hình Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4, chính thể Sài Gòn đã tìm được một người có khả năng ở cương vị tổng thống với hy vọng sớm ổn định tình hình Sài Gòn trước sức mạnh của quân giải phóng đang tiến vào nội đô. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, từ năm hướng, các quân đoàn, sư đoàn với sức mạnh như vũ bão tập trung các quân binh chủng mở đợt tổng công kích tấn công vào Sài Gòn. Quân đoàn 3 với hơn 47.400 người, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, các vũ khí, khí tài tấn công hướng Tây Bắc, có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, sân bay Tân Sơn Nhất, các quận Tân Bình, Phú Nhuận. Hướng Bắc, quân đoàn 1 có nhiệm vụ đánh chiếm Bình Dương, Lai Khê, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hướng Tây Nam, đoàn 232 có nhiệm vụ đánh chiếm Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Hướng Đông, quân đoàn 4 đánh chiếm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đài Phát thanh Sài Gòn. Hướng Đông Nam, quân đoàn 2 có nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ nước trong, pháo kích sân bay Tân Sơn Nhất, các quận 1, 3, 4, 9 Sài Gòn. Trước sức mạnh của 5 cánh quân tiến thẳng vào ven đô Sài Gòn đã tạo nên một tình trạng hoang loạn trong binh lính và nội các chính quyền Sài Gòn. 8 giờ sáng 30 tháng 4, Tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố: "Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu các anh em chiến sĩ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng, vì chúng tôi đang chờ gặp Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích." Ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ mọi ngã đường các cánh quân giải phóng đang dập dập tiến vào Sài Gòn trong sự đón chờ hân hoan của người dân thành phố. Đội hình xe tăng của đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2
tiến thẳng về hướng Dinh Độc Lập. Khi đó, xe tăng 843 dẫn đầu đội hình tiến công lao vào cổng phụ của Dinh và bị kẹt. Chiếc tăng 390 đi sau lập tức xông lên, húc đổ cánh cổng chính. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận từ xe 843 nhảy ra, chạy lên nóc dinh hạ cờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Lúc đó là 11:30. Thời khắc đó, báo hiệu chiến tranh đã chấm dứt. Một cuộc chiến kéo dài 21 năm để cho ngày đoàn tụ hai miền Bắc Nam. Ngay trong phút giây lịch sử ấy, một bản tin chiến thắng đã vang lên khiến cả một dân tộc vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc vô bờ. Đó không chỉ là thời khắc đáng nhớ của phát thanh viên Kim Cúc, mà còn là khoảnh khắc không thể nào quên của biết bao nhiêu người Việt Nam. Mời các bạn cùng xem lại câu chuyện ý nghĩa này được trích trong chương trình Ký ức Hòa bình được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện vào năm 2020. Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng Tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng không nói. Của Đài Tiếng Nói Việt Nam đọc bản tin chiến thắng, và đó là những khoảnh khắc chúng ta không bao giờ quên được, đúng không ạ? Vâng, thưa bác có nhớ được giọng người đọc trong đoạn băng vừa rồi là ai không ạ? Đó là giọng phát thanh viên chị Kim Cúc. Giọng phát thanh viên Kim Cúc. Và mọi người đây đã bao giờ được gặp bác Kim Cúc chưa? Chưa. Thế thì hôm nay trong bảo tàng đặc biệt này tất cả chúng ta sẽ cùng gặp phát thanh viên Kim Cúc. Vâng, thưa giới thiệu mọi người, đây là cô Kim Cúc. Xin tất cả chào tất cả mọi người, những thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng. Ngày 30/4/1975 và các cháu. Cháu mời cô ngồi ạ. Dạ, rồi. Nhớ lại ngày 30/4/1975, cô kể lại về ngày đấy đi cô. Chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra thì bắt đầu đánh từ miền Trung trở vào. Tức là cứ chiến thắng, ngày nào cũng có tin chiến thắng. Liên tiếp hết tỉnh này đến khác, Huế này, xong rồi Đà Nẵng này, rồi là Nha Trang, gần Sài Gòn lắm rồi. Và mọi người cũng đều mong mỏi. Và lúc bây giờ thì các cặp phát thanh viên là phải trực cho bao giờ đến hết cái ca trực của mình. Thì trưa hôm ấy là tôi và chị Kim Túy đọc bản tin phát vào 12 giờ. Thế thì đọc xong rồi thì hai chị em trực thì đứng trên hành lang nhìn xuống phố Bà Triệu thì thấy anh Trần Nhậm Chủy, anh đạp xe, anh đi một tay thôi, còn một tay anh cứ cầm cái tờ giấy trắng rắc là tờ tin. Anh cứ lại đánh bảo chiến thắng rồi. Thế là đến vỉa hè để anh vứt xe đấy, cứ thế anh chạy lên, anh bảo chị Kim Túy và chị Kim Cúc đi xuống ngay phòng đọc thẳng để đọc tin chiến thắng, chúng ta đã giải phóng Sài Gòn rồi. Thế là hai chị em chúng tôi xuống phòng đọc thẳng ở dưới hầm của cái khu nhà 39 Bà Triệu đấy. Lúc bây giờ thì chả ai được xem tin. Thế thì anh Chủy nói là chị Túy đọc trước đi. Mà đến lượt tôi cũng đọc. Và sau đó tôi lại đọc lại một lần nữa. Lại nhấn lại là một lần nữa. Đọc hai lượt liền. Vâng, và đọc hai lần nữa. Chúng tôi xin đọc lại. Thế thì hồi đấy cô có cái bản tin bằng giấy mà mọi người cứ truyền nhau để đọc ấy. Còn bây giờ bọn cháu có một cái bối cảnh để cô đọc lại bản tin đấy. Nhưng cháu lại không có cái bản tờ giấy đấy nữa. Cô có đọc lại được không ạ? Cô thuộc mà. Cô thuộc lòng, thậm chí có thể cô có thể nói rằng là hết cái câu này xuống dòng là dấu phẩy hay là dấu chấm. Đấy, cô nhớ lắm, không bao giờ quên được. Một kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? Một cái sự may mắn. Thế bây giờ bọn cháu có một cái mong muốn là cô sẽ
sẽ một lần nữa tái hiện lại cái thời khắc quan trọng đấy của cuộc đời của chính mình cho khán giả được xem được không ạ? Vâng, cháu mời cô. Chắc là chiếc bàn này đơn sơ đúng là bàn ở đài phát thanh năm 70 rồi. Thì có một chiếc micro. Vâng, chỉ có một chiếc micro. Nó giống nhưng mà nó lại là không giống, bởi vì cái micro đó là giống như quả ổi hay là quả lê. Mà lúc bây giờ ở mỗi một phòng chỉ có một cái micro thôi. Hai phát thanh viên, ai đọc to hơn thì ngồi xa ra, ai đọc nhỏ hơn thì ngồi gần vào. Bây giờ mọi người chúng ta sẽ cùng nghe bản tin chiến thắng một lần nữa do nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây, cô Kim Túy ngồi bên này, tôi ngồi bên này. Vâng ạ, chị Túy thì ngồi giọng chị nhẹ hơn, ở bên này, tôi ở bên này. Vâng. Nhưng mà đến khi tôi đọc, tôi với sang bên này. Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng Tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Dừng núi giang tay nối lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối dõi vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dựng tình người trong ngày mới, thành phố nay còn xa hơi vời. Người chiến đôi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nổi lên nắm tay, ta đi từ đường hoang vu vượt hết núi đồi, vượt thác treo leo tay ta vươn leo. Từ quê nghèo lên phố lớn thăm thầy nổi liền, biển xanh sông gấm nối liền một vòng từ Sinh. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất vui mừng và cảm động nói chuyện với tất cả các anh em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta, ngày giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước Việt Nam này, cũng như những điều mơ ước các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất. Thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó. Chúng ta là người Việt Nam, đất nước này, đất nước Việt Nam, chúng ta ở trên đất nước chúng ta. Các bạn không có lý do gì sợ hãi để phải ra đi cả. Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước Việt Nam thống nhất và độc lập. Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước suốt mấy chục năm nay. Hiện tại chúng tôi đang ở tại Đài Phát Thanh Sài Gòn. Trên đài tôi không có đàn guitar. Tôi xin hát lại cái bài Nối Vòng Tay Lớn. Hôm nay vòng tay lớn đã được nối kết. Tay nối lại biên xa, ta đi vòng tới đón mai để nối sơn hà. Mà đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng đời đồng. Biển tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dựng tình người trong ngày mới, thành phố nối con xa vời vời. Người chiến thôi linh trên môi. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dựng tình người trong ngày mới, thành phố nối con xa vời vời. Người chiến nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Dừng núi giang tay nối lại bên xa, ta đi vòng tay lắm mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm đôi tròn một vòng Việt Nam. Bàn tay ta nắm đôi tròn một vòng Việt Nam. Bàn tay ta nắm đôi tròn một vòng Việt Nam. Vừa xem những hình ảnh trong chương trình kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đã nhiều chục năm trôi qua, những ký ức bi tráng oai hùng về khoảnh khắc lịch sử của ngày thống nhất đất nước vẫn còn nguyên trong ký ức của những con người đã trải qua nó. Tháng 4 năm ấy còn rất nhiều những khoảnh khắc làm nên lịch sử. Và hãy cùng sống lại những khoảnh khắc ấy với chương trình mang tên
Khoảnh khắc tháng 4 do Ban Thời sự VTV thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang tan rã và dần trở thành vô kỷ luật. Một chiến sĩ biệt động đang tự quản tại một ngã tư chờ quân giải phóng. Khó có thể thống kê có bao nhiêu người như vậy đang chờ đại quân tiến vào trong buổi sáng 30 tháng 4 ấy. Sáng ngày 30 tháng 4, đúng một tiếng đồng hồ sau khi chiếc trực thăng cuối cùng của Mỹ rời khỏi nóc đại sứ quán, quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn từ năm hướng. Những đoàn quân đã tiến nhanh mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự có tổ chức nào. Rồi đến chính ngày 30 tháng 4 thì tôi lại thấy một cái tình hình nó hơi khác với một chút. Ngay cả quân đội lính dù nhé của chính quyền miền Nam đó thì họ cũng đi bộ mà cũng thản nhiên về phía độc lập. Phải nói là có thể thể hiện một cái phần nào đó cái sự tan rã dọc theo cái đường tôi đi đó, toàn những cái bộ và trang phục của quân đội vứt dọc theo. Và dân đó thì tôi thấy cũng không hốt ha hốt hải như trước. Nó thấy rằng là tất cả cái gì mà mình sợ đó thì nó đã qua hết trơn. Cái ngày 34 có nghĩa là bây giờ phải hết chết rồi, không còn phải đi lính, không còn phải chết lung tung, sống với chế độ miền Nam. Các bạn có biết sợ nhất là gì không? Tới tuổi đi quân dịch, ngày nào cũng bắt lính, ngày nào cũng có người chết. 3-4 giờ chiều thì mặt trận trở về những cái xác lính Việt Nam giao cho cha mẹ. Có những cảnh trốn quân dịch, các bạn biết là cái thời đó trốn quân dịch là một cái hiện tượng. Cắt tay cắt chân để cho khỏi đi. Hết rồi. Cái chuyện đi quân dịch mỗi ngày mà rước xác vậy hết rồi. Có thể nói tất cả những thời khắc quan trọng của buổi sáng 30 tháng 4 năm 1975 đã được ghi lại khá đầy đủ. Bức ảnh mà chúng ta đang theo dõi ghi lại thời khắc Tổng thống Đại tướng Dương Văn Minh đang thu âm tuyên bố đầu hàng quân giải phóng tại Đài Phát thanh Sài Gòn. Bức ảnh này do phóng viên của hãng tin AP Mỹ chụp lại. Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Cộng hòa hạ vũ khí, đại đoàn trong lực lượng. Sau khi xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Bùi Quang Thận cầm lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chạy băng qua sân hướng về phía tòa nhà Dinh Độc Lập. Ông Nguyễn Hữu Thái cùng với giáo sư Hoàng Văn Tòng đã dẫn đường để đưa ông Bùi Quang Thận lên kéo cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Khi kéo lên đó, thì chảy nước mắt thật, xúc động vì lần đầu tiên mình kéo được cái cờ giải phóng lên trên cái nóc Dinh Độc Lập. Ngoài lời chấm dứt chiến tranh là còn chấm dứt mà không phải là 30 năm chiến đấu không? Yeah. Mà tôi nghĩ là 117 năm. Yeah. Nếu kể từ ngày thực dân Pháp nó nổ súng ở Đà Nẵng 1858, yeah, thì tới 75 đúng là 117 năm. Thực dân rồi đế quốc thì nó chấm dứt. Và từ đây, rõ ràng trong đầu bọn tôi nghĩ là có độc lập.
muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui Sài Gòn vang như vang tiếng Bác Hồ dày từ non sông tạo rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam Việt Nam ơi toàn thắng nao nức đất nước ta muốn bay lên say ngắm sông núi ngàn Thống nhất Bắc Nam đoàn tụ sum họp một nhà. Trong rất nhiều những câu chuyện đoàn tụ ngày ấy, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe về sự đoàn tụ của bóng đá Việt Nam. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng đó là một trận đấu vượt qua khỏi khuôn khổ của môn thể thao vua, góp phần khẳng định chân lý Nam Bắc chung một nhà. Đó là trận cầu diễn ra vào năm 1976, tức là chỉ một năm sau ngày thống nhất đất nước. Ngày 7 tháng 11 năm 1976 đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi đội Tổng cục Đường sắt thi đấu trận đầu tiên trong chuyến du đấu gặp đội Cảng Sài Gòn trên sân vận động Thống Nhất. Và hãy cùng sống lại những giây phút ấy trong những thước phim nhớ về trận cầu đoàn tụ. Năm 1976, Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khi đó Chủ tịch là đồng chí Hoàng Quốc Việt, đã giao một nhiệm vụ quan trọng cho Tổng cục Thể dục Thể thao, đó là tổ chức một chuyến thi đấu giao hữu giữa một đội bóng miền Bắc với các đội bóng phía Nam. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn thông thường, chuyến thi đấu này còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội lớn lao, là sứ giả của hòa bình, hòa hợp dân tộc trong những năm đầu mới giải phóng, thống nhất đất nước. Và hôm ấy, mùng 7 tháng 11 năm 1976, cả Sài Gòn đổ dồn về sân vận động Thống Nhất. Phải 19 giờ trận đấu mới chính thức bắt đầu, nhưng khán giả đã đông nghẹt ngay từ trưa, vượt quá sức chứa 30.000 chỗ ngồi từ 1-2 giờ chiều. Khó có thể tái hiện chân thực được không khí ngày ấy, nhưng chúng tôi phần nào hiểu được qua lời kể của những nhân chứng là khán giả của trận bóng năm xưa mà chúng tôi tìm gặp được. Ông Trần Hữu Nghĩa năm đó mới 16 tuổi, đã rất khó khăn trong việc xin phép ba đi xem bởi ba ông sợ an ninh không ổn định ở chỗ đông người. Khi mà vào được đến sân rồi đó, là lúc đó là tôi thấy cái không khí nó rất là mình không thể tưởng tượng được. Thì đến giờ bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có được cái không khí của ngày hôm đó. Tức là toàn thể sân vận động Thống Nhất này đó là đông nghẹt người, ngồi hết lên tường rào. Các cây đều có người đu bám như là khỉ bám vậy đó. Và trong khi bên ngoài thì còn một lượng khán giả rất đông. Mà hồi đó tôi rất sợ là vỡ sân. Cái bài hôm đó ấn tượng đặc biệt nhất. Khi bước vào sân là người nó rùng mình á. Quá đông, mình chưa có cái trận đấu nào mà nó như đó. Khi tôi nhìn ở cái bóng ở dưới sân á, thì tôi nói ồ, sao mà cầu thủ miền Bắc to quá vậy? Làm sao mà coi như là Việt Nam mình đá là miền Nam mình đá lại. Lúc đầu thì tôi hoàn toàn cũng rất là lo lắng và cũng rất run, tại vì mình chưa biết đối thủ như nào cả. Hơn nữa là cái không khí ở trong sân ấy,
thì khi trước khi đá thì nó cứ nóng lên từng phút một. Nhưng khi bắt đầu trọng tài chính anh Hồ Đệ Quang thổi đấy, thì bắt đầu vào trận đấu thì lúc ấy chúng tôi là lúc ấy chỉ có nghĩ đến bóng đá thôi, và không nghĩ gì khác hơn cả. Những bỡ ngỡ ban đầu trôi qua rất nhanh, bởi thể thao đẹp là vậy. Nó nhanh chóng xóa đi những e dè, ngập ngừng của những người lần đầu gặp gỡ. Không có điều kiện để tìm hiểu trước nhiều về đối phương, cả hai đội đã đá bằng những gì tốt nhất mà mình có, và cũng nhờ đó đã thực sự để lại nhiều ấn tượng đẹp trong nhau, thực sự đạt được mục đích học hỏi lẫn nhau, bởi khi đó, mỗi đội đá với một phong cách hoàn toàn khác. Nói về chiến thuật thì lúc đó anh em chúng tôi đá cái đội hình 4-3-3, còn khi ở trong này thì ra sân, thì khi mà bắt đầu vào sân thì thấy các anh ấy di chuyển và thi đấu theo cái hệ thống là 4-2-4. Lối đá thì hai trường phái hơi khác nhau. Các anh ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cảng Sài Gòn đó, canh đá bóng nhỏ nhuyễn rất là đẹp. Thế nhưng mà tốc độ chiến thuật thì chậm. Nhưng riêng anh em chúng tôi đội tổng cục đường sắt thì vốn hồi đó đã được giao lưu nhiều với lại các bóng đá của Đông Âu. Thành lối chơi là nó chơi cự ly trung bình nhiều và dài nữa. Bóng đá sẽ kém vui nếu thiếu đi những bàn thắng. Trận đấu năm đó, người ta cũng sẽ không thể không nhắc đến hai bàn thắng đẹp mắt của hai danh thủ đất Bắc, mà cho đến mãi sau này, họ vẫn là những người có đóng góp lớn lao cho nền bóng đá Việt Nam, đó là Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải. Khi mà anh Nguyễn Minh Điểm ấy, có bóng ở dưới biên, ấy, góc phải tạt lên, thì tôi từ dưới tôi băng lên và tôi đánh đầu. Tôi nhớ là có đấy là một sự phối hợp rất là nhuần nhuyễn, tại vì hồi ấy là chúng tôi cũng đang rất trẻ, mới 25-26 tuổi thôi, và với đi tập huấn Trung Quốc về và nói là chúng tôi có hực cái khí thế rất là trẻ và có những cái bắt đầu nhen nhúm một cái hiện đại. Sang hiệp 2 thì khoảng độ 15 phút của hiệp 2 thôi, nên thì tôi thì lúc ấy anh Duy Long mới giao nhiệm vụ là đá tiền vệ phòng ngự, nên là anh Hoàng Gia ở bên trái, lúc anh Hoàng Gia đá số 11 ở bên trái. Thế được có bóng thì tôi gọi, thế bảo ra nhanh lên, thì lúc cái vòng cung giữa sân anh ra anh đưa quả ngang cho tôi, thì tôi từ dưới tôi mới chạy lên, trước mặt tôi có anh Lang đó. Thế tôi bảo tại sao mình không qua anh Lang nhỉ? Thế mà tôi thấy anh Hiệp lúc cái thủ môn anh cũng hơi bị lên cao một chút, thế tôi sút. Nếu mình đắn đo thì không dám sút quả, tại vì nó cũng xa đấy, nó khoảng hơn 30 mét. Thế thì quả bóng nó bổng lên rồi nó rơi vào mà anh Hiệp cũng không nghĩ là bóng nó vào lưới. Anh quay lại thêm bóng vào lưới thì khán giả vỗ tay, thì người ta mới thấy được là quả bóng ăn. Với những nhân chứng sống của trận bóng năm đó mà chúng tôi còn gặp được, các cầu thủ, các khán giả, trọng tài và huấn luyện viên đến nay vẫn công nhận rằng dù diễn ra trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, dù lòng người còn nhiều trộn rộn, thì trận cầu đầu tiên giữa hai miền Nam Bắc diễn ra vào ngày Chủ nhật năm 1976 đó vẫn là một trận cầu đẹp. Một trận cầu dù mang ý nghĩa chính trị lớn lao, nhưng thể thao đã xóa nhòa đi mọi rào cản, mọi e ngại. Trên sân chỉ còn cầu thủ và người hâm mộ, mà không còn tâm lý kẻ Bắc, người Nam. 4 năm sau trận cầu lịch sử ấy, năm 1980, giải bóng đá vô địch quốc gia chính thức ra đời. Bóng đá Việt Nam dần dần mở rộng, hội nhập với khu vực và thế giới. Năm 1991, đội tuyển Việt Nam có trận thi đấu đầu tiên với Philippines. Năm 1995, chúng ta đoạt chiếc huy chương bạc đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 18 ở Chiang Mai, Thái Lan. Bóng đá Việt Nam nằm trong top 3 của khu vực Đông Nam Á, xếp hạng 130 thế giới. Nhưng chúng ta có thể tự hào, lòng hâm mộ bóng đá của người dân Việt Nam thì không thua kém người dân ở quốc gia nào. Không phải một năm hay vài năm, có những người con đất Việt phải mất đến hàng chục năm mới biết tới hai chữ đoàn tụ. Nhiều năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, rất nhiều người con Việt Nam đã bị tách khỏi bố mẹ đẻ để sang nước ngoài trong chương trình Baby Leave tới Mỹ và một số nước châu Âu, nay đã trở về tìm lại nguồn cội của mình. Những cuộc tìm kiếm từ cả hai phía, những đứa trẻ năm nào và gia đình tại Việt Nam đã kết thúc bằng những buổi hội ngộ nghẹn ngào trong hạnh phúc. Điều đó càng chứng minh một điều như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không gì có thể chia cắt. Tôi là Catherine Turner, một người con Việt được di tản đến Úc năm 1975. Hành trình đi tìm mẹ của tôi giống như một phép nhiệm màu vậy. Cha tôi là một sĩ quan quân đội miền Nam đã tử trận.
Điều duy nhất tôi biết về mẹ chỉ là một cái tên. Có lần tôi đã lần theo cái tên ấy để về đến Việt Nam, tìm gia đình suốt 2 năm ròng. Thật khó có thể chấp nhận điều này. Tôi thật sự tức giận đến đau đớn khi được biết về sự thật. Catherine may mắn vì giấy chứng sinh của cô vẫn còn được người mẹ ruột lưu giữ. Cô đã cùng với người phiên dịch lùng sục khắp Sài Gòn. Và thật kỳ diệu, trong hơn 8 triệu dân thành phố, công an khu vực đã tìm ra được một người có tên như thế ở Gò Vấp. Bà nói qua điện thoại số hồ sơ chứng sinh của cô, nó trùng khớp với con số cô đang giữ. Cô bé đẹp nè, học giỏi nè, thành đạt, thì mẹ mừng lắm, mẹ mừng vô cùng, mà không nói được ra, mừng lắm, mẹ mừng, mẹ mừng, nghĩ là con còn sống, mẹ mừng. Từng đôi chân bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến, gió mùa. Trưởng Hòa Bình, thấu hiểu những bài học quá khứ cũng như giá trị của cuộc sống hôm nay là những điều dường như đã ăn sâu vào cội rễ và trở thành nét văn hóa trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi, học từ ngày hôm qua để sống cho ngày hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Đó là thông điệp được gửi đến khán giả truyền hình qua bộ phim tài liệu Tiếng Vọng Từ Quá Khứ. Today I am announcing hôm nay tôi chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Trong lễ kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu quan trọng nói về quá khứ, nỗi đau của chiến tranh. Chúng ta quyết không bao giờ quên cái giá phải trả của chiến tranh. Bằng những nỗi mất mát to lớn của bao người dân vô tội, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trong mọi cuộc chiến. Bởi vì chúng ta biết rằng, bất chấp sự hy sinh và phục vụ đem đến vinh quang, tự thân chiến tranh chẳng hề vinh quang chút nào. Chúng ta thù ghét chiến tranh. Viên thiếu tá tham gia vào trong cái cuộc chiến ở Việt Nam đến bảo tàng và tặng một cái, chúng tôi gọi là một cái thùng hiện vật, tức là hàng trăm hiện vật ở trong đó có những cái bộ quần áo của ông Courier và những cái băng đĩa, những tài liệu viết tay và các cái bản vẽ. Tôi có một cái điều hết sức bất ngờ là không hiểu tại sao những người Mỹ ấy người ta lại giữ được những cái kỷ vật chiến tranh nó lâu đến thế, tới hàng nửa thế kỷ mà người ta vẫn còn giữ được. Khi người ta mang những cái kỷ vật chiến tranh họ dính líu vào trong cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam này, chắc chắn người ta cũng ý thức được là mình đã bỏ lỡ một cơ hội đối với Việt Nam và để dẫn đến
một cái cuộc chiến nó tàn khốc như thế. Những người cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam không muốn bỏ lỡ thêm một cơ hội nào để có thể hàn gắn vết thương chiến tranh. Để yêu thương và chia sẻ với nhau, họ đã quyết định quay lại Việt Nam. Tôi có gặp ông Bush bố ấy. Ông có kể với tôi, ông mời tôi đến nhà chơi đấy, ông kể rằng là năm 95 ông sang lại Việt Nam, nhiều người cản ông lắm, bảo đừng có sang. Người Việt Nam mình đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế, sang có khi họ có thái độ thù địch như ông. Thì ông đi, ông nói với tôi, ông bảo trước khi sang ông cũng sợ lắm. Nhưng mà đến sang nơi ông không thể ngờ được người Việt Nam đấy, chẳng có ai nhắc đến chiến tranh, chẳng có ai nhắc đến gì cả. Thì đấy cũng là cái bài học nhân đạo mà Mỹ nên nhận đấy. Hơn 40 năm qua, hình ảnh về chiến tranh ở Việt Nam chưa một ngày nào nguôi ngoai trong tâm trí cựu binh Lan Rens. Tôi luôn cảm thấy được nỗi đau răng xé vì đã tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa này. Lan Rens muốn cho đi để nhận lại, cho vơi nhẹ nỗi lòng. Ông tìm và trao lại kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Đăng Bền cho mẹ Nguyễn Thị Hiếu. Đây là thứ vô giá duy nhất còn lại của người con liệt sĩ mà bao năm qua mẹ Hiếu vẫn chưa tìm được hài cốt của con. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi trả lại cho gia đình những kỷ vật này. Tôi đã muốn làm việc này từ rất lâu rồi. Thì giờ tôi được cái kỷ niệm này là tôi cũng quá quý, mà tôi cũng quý mấy ông này để cố gắng mà giữ cái kỷ niệm này cho tôi. Bây giờ nó trở lại tôi cũng như thằng con tôi sống lại. Má giữ cái này nè là má thanh thản, là ông cũng phải thanh thản với lương tâm ông, không phải trắng rứt nữa. Và thật là may mắn, đây cũng là cơ hội để tôi có cái nhìn khác hẳn về Việt Nam. Và tôi đã có thể bớt ám ảnh với những người đã khuất. Cảm giác thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình như đang được trở về nhà vậy. Thật là tuyệt vời. Những nụ cười hạnh phúc, hòa giải đã hiện trên khuôn mặt của người dân hai nước Việt-Mỹ. Những nỗ lực bắt tay hợp tác Việt-Mỹ được thúc đẩy mạnh mẽ để khắc phục hậu quả của chiến tranh. Ngay cả người Mỹ chúng ta khác màu da ngôn ngữ, mà Tổng thống Mỹ họ vẫn tuyên bố chúng ta nên khép lại quá khứ chiến tranh và hướng đến trong tương lai, thì không lý do gì giữa người Việt Nam với nhau cùng màu da ngôn ngữ mà chúng ta không khép lại cái quá khứ này. Ta không thể nào mà chúng ta viện cớ bất cứ lý do gì chúng ta để cho cái tiến trình mà hòa hợp và giải dân tộc mà nó không được. Và phải ý thức được rằng việc hòa hợp và giải dân tộc để đóng góp xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước cách nào đó là mệnh lệnh của lịch sử và của toàn dân, chứ không có cá nhân ai hết. Tôi vẫn nói với các anh em ngoài ngoại là tôi đã từng chiến đấu với họ chứ. Và họ cũng như tôi cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cái chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ. Bởi vì đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi và họ đã không làm được chuyện đó. Những người anh em ở phía bên kia đã làm được. Thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là lịch sử. Và đất nước đã được thống nhất rồi. Bây giờ còn ngoái cổ lại nói vẫn là phục quốc nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà nó phục quốc. Thành những chuyện phi lý như vậy tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu đấy. Thì phải họ nói lên mà biết suy nghĩ.
Rất nhiều người cùng thời với ông Nguyễn Cao Kỳ đã rời Việt Nam khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm xưa. Nhưng những năm qua, cũng rất nhiều người đã trở về quê hương sau bao năm phiêu bạt khắp xứ người. Sự trở về đó không chỉ là trên phương diện địa lý, mà đó là sự trở về từ trong sâu thẳm tâm hồn, cách suy nghĩ, nhận thức về lịch sử quê hương. Ông Nguyễn Thế Ngọc, trước đây là giáo sư thời Việt Nam Cộng Hòa, rời Việt Nam với mặc cảm của người thua cuộc, nên từ ngày ra đi, ông chưa một lần trở về quê hương. Khi đã bước qua tuổi 80, ông lại có mong muốn được trở về quê hương. Nhận được viên sỏi từ Trường Sa của nhà báo Vũ Hoàng Lân tặng, ông trân trọng nâng niu như một báu vật. Ước vọng của tôi là khi tôi nằm xuống, hòn sỏi này luôn luôn nằm ở bên trái tim của tôi. Thì ước nguyện của mọi người, dù ở chân trời góc biển nào, nhưng mình là người Việt Nam, thì bằng cách này cách nọ, dù mình có bỏ chạy, dù mình có thua trận, dù mình bất cứ cái chuyện gì, nhưng phải đặt cái tình yêu dân tộc lên trên hết. Để chi? Để có như vậy chúng ta mới chuộc cái lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta trong khi người dân cần thì chúng ta bỏ, chúng ta đi, chúng ta chạy mất tiêu. Rồi bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta cứ nói rằng Việt Nam thế này thế nọ. Tại sao chúng ta không ở ngoài này không thi đua đi? Thi đua phục vụ quê hương, thi đua phục vụ dân tộc. Đó mới là thật tâm thực sự là người Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam. Lịch sử luôn nhìn quá khứ một cách lạnh lùng, phán xét sự việc một cách thẳng thắn, không mỹ từ. Đưa ra những lời răn dạy cho tương lai rằng nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác. Đau thương tàn khốc của chiến tranh còn ghi lại trong sử sách. Hận thù chỉ kéo theo hận thù, giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia. Hãy cho đi tình yêu để đón nhận tình yêu, để tiếng vọng từ quá khứ vang vọng đến tương lai sẽ là hòa bình, tình yêu và hạnh phúc. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đó là một chân lý đã được khẳng định. Con đường đến ngày giành chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đầy gian nan nhưng cũng rất hào hùng và oanh liệt. Biết bao người đã anh dũng hy sinh cho một chiến thắng của chính nghĩa, của những điều phi thường. Hy vọng những hình ảnh và giai điệu của playlist 30 tháng 4, những câu chuyện lịch sử đã phần nào khắc họa được những hy sinh của những tháng ngày vinh quang ấy. Bên cạnh những chương trình đặc biệt của chúng tôi vừa giới thiệu, thì tại playlist 30 tháng 4 năm 1975, những câu chuyện lịch sử, chúng tôi còn hân hạnh công chiếu 3 bộ phim tài liệu và 2 bộ phim truyện đặc sắc. Điều đặc biệt, 3 bộ phim tài liệu được các nhà làm phim thực hiện ngay trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và những ngày đầu thống nhất đất nước có giá trị to lớn về tư liệu hình ảnh. 2 bộ phim truyện gồm những tác phẩm được sáng tác khi điện ảnh Việt Nam thống nhất. Đây là những bộ phim đã đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để thống nhất xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp những thước phim vô cùng quý giá này. Hiện bản đầy đủ của các chương trình và phim tài liệu đang được công chiếu tại playlist 30 tháng 4 năm 1975, những câu chuyện lịch sử trên nền tảng VTV Go. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.